Hiểu. Rồi anh Phúc về lốc anh hỏi rằng là heo nái mang thai 112 ngày, vú ra nhiều sữa bồn chồn, nằm đợi hơn 24 giờ mà không thấy đẻ thì xử lý thế nào với anh? Cái việc đầu tiên ấy anh phải nhìn xem rằng là cái vú của nó xuống sữa rồi nhưng mà cái ré của nó sưng chưa. Nếu mà ré nó chưa sưng ấy thì nó chưa đẻ được đâu. Còn nếu mà ré nó sưng rồi thì anh có thể tiêm cho nó khoảng tầm 30 ml Hanbrood nhé. Mình sẽ tiêm khoảng tầm 30 ml Hanbrood vào bên dưới cái bướm đấy, cái bên dưới bướm ấy, thì nó sẽ làm cho trong vòng 6 đến 12 giờ nó sẽ đẻ ngay lập tức. Ở trong trường hợp cái con nó to quá là một này, thứ hai là con nó chưa xuống ấy thì con heo nó cũng chưa thể đẻ được. Vậy thì chúng ta cần phải theo dõi những cái triệu chứng đẻ. Thứ nhất là vú nó phải xuống sữa này, nặn nó phải ra sữa rồi. Cái thứ hai là cái thứ hai là cái hoa cái bướm của nó ấy, nó phải sưng tấy đỏ mà nó có hiện tượng phù thủng ngơ, thì con lợn nó mới có hiện tượng chuẩn bị đẻ nhá. Còn ngoài ra anh em có thể kích thích bằng cái việc anh em có thể kích thích bằng cái việc là chúng ta sẽ sử dụng cái biện pháp xoa bóp ấy. Các bạn cứ vào các bạn sờ lắn vào bầu vú của con lợn ấy, nó cũng kích thích cái hormone mà oxytocin ở trong tử cung ấy, nó làm cho nó có hiện tượng co bóp và nó sẽ đẩy ra ngoài, đẩy sau bắt đầu nó sẽ có hiện tượng đẻ. Giờ câu trả lời cho anh Phúc Vlog ở trên kênh YouTube đấy là chúng ta sẽ dùng 30 ml Hanbrood nhé, hoặc Lutalide hoặc Enzabrod tiêm vào dưới bướm của con heo, thì mình sẽ theo dõi trong vòng 6 đến 12 giờ thì con heo sẽ đẻ nhé. Và anh nhớ rằng nếu mà nó không đẻ thì mình luồn tay vào mình xem có con nào nó ngược thạ ngược đấy không nhá. Nhưng mà quan trọng nhất là anh phải nhìn xem nó có hiện tượng rặn đẻ hay chưa. Nếu nó có hiện tượng rặn đẻ rồi thì có nghĩa rằng là con heo đấy nó đang đẻ và nó gặp một số cái trục trặc, ví dụ như cổ tử cung bé hoặc là cái con lợn con nó quay cái lưng ra ra lối cửa tử cung ấy thì nó sẽ không đẻ ra được.